Bây giờ thì mình có một cái bản vẽ như thế này các bạn. Thì cái chiều cao của cái chữ khi mà chúng ta in ra nó cao khoảng bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy được. Thì bây giờ bản vẽ này là bản vẽ đã được định sẵn là nó sẽ in cái tờ A3. Thì bây giờ mình sẽ in cái tờ A3 ra. A3 thì 40 hay 97. Rồi. Thì chúng ta sẽ chọn cái chỗ để in. Rồi tỷ lệ là khoảng 52,78 đó ạ. Rồi review thử xem. Ok, in luôn đi. Cái tên rồi. Rồi sau khi mà đã có nó xong á, thì chúng ta sẽ mở lên. Mở số này các bạn, mở với 100%, tức là cái hình mà thật khi chúng ta in ra nhìn thấy. Đấy. Thì trong những cái hình này thì cái chữ mà các bạn nhìn không nhìn thấy được á là những cái chữ này. À. Chữ này á thì nhìn cũng thấy được mà hơi khó chịu. Rồi. Còn cái chữ chỗ này là thua nè. Rồi bây giờ chúng ta xem cái chữ chỗ này á, là nó cao bao nhiêu mà làm cho ta khó chịu như vậy. Nghĩa là chữ chữ này nè, không nhìn thấy đó mà. Để xem chỗ đó nó cao bao nhiêu để mà không nhìn thấy rõ vậy. Đây những cái chữ xanh xanh này. Thì giờ mình đo chiều cao của nó các bạn. 45 thôi. Đó mà. 45. Mà tỷ lệ hồi nãy là 52,78. 45 nè. Tỷ lệ 52,78 thì vậy là cái chữ thật khi mà in ra nó chỉ có khoảng 0,8 ly à. Như vậy là có thể nói rằng 0,8 ly nhìn không thấy. À, đây. 0,8 ly là nhìn không thấy. Hoàn toàn không thấy gì hết. Trong đây có một cái chữ mà nó nhỏ nhất mà chúng ta nhìn thấy được, cảm thấy nhìn thấy được là cái chữ chỗ này, nhân số này đúng không ạ? Chữ với thép đai nè, chúng ta đo xem coi cái chữ đó nó cao nhiêu vậy. Đây chỗ các bạn nhìn ngay chỗ những con số nè. Nó cao khoảng 77 đó ạ. Giờ em 7. 77 mà với tỷ lệ 5278 á, thì in ra nó sẽ khoảng là 1,45 ly, tức là khoảng 1 ly rưỡi. Ok. Chúng ta xem 1 ly rưỡi nhìn thấy rõ không? Nhìn cũng được. Nói chung là nhìn cũng được. À, những số 1, 2, 10 đây nè. Nhìn cũng được thôi. Ly rưỡi thì nhìn cũng được. Thì các bạn nhìn xem, mình đã có sẵn nè. Mình đã chia ra cái chữ bình thường và chữ tiêu đề. Chữ tiêu đề là những cái chữ gì? Các bạn, cái chữ vô V2 số lượng hai cái nè, là gọi là chữ tiêu đề. Nhớ là những cái chữ đây. À, chữ chữ này nè. À, công trình nè. Đó, những cái chữ như thế này ta phải gọi là chữ tiêu đề. À, những cái chữ còn lại trong cái ô này thì gọi là những cái chữ bình thường, đúng không? Thì chữ bình thường nãy nó rồi, những số chỗ này nè, những số chỗ này thì coi như là xem tạm chấp nhận được. À, thì nãy ở đó rồi, tạm chấp nhận được là 1,5 ly, chữ nhỏ nhất mm 1,5 ly này. Rồi giờ chúng ta qua xem xét cái chữ bên kia. Này chữ ví dụ như là số 2 14 phi 20 chiều dài là 2,75 m. Thì chúng ta xem coi cái chữ này nó cao nhiêu vậy.
100, khoảng 100. Thì cái chữ đó nó khoảng 1 ly 9 đó bạn, ly 9 thấy không, 1,89 là coi 1,9 nè, 1,9 ly 9 2 ly. Thì chúng ta xem cái chữ ly 9 2 ly coi được không. Thì cái chữ 1 ly 9 2 ly á thì xem được không ạ. Đây 803m35 nè, 5m85. Thì những cái chữ như thế thì chúng ta sẽ xem được. Ok rồi, chữ dưới đây các bạn, ví dụ như cây số 17 nè, 4 cây phi 10 A200 chiều dài là 2m18 là nó cao nhiêu vậy? 4 phi 10 A128 nè các bạn. Đây, chúng ta xem coi nó cao bao nhiêu nha. Cái này hơi lên xíu đúng không ạ? Cái này cũng lên xíu. Đó. Thì nó cũng khoảng 100 thôi. 100 tức là khoảng ly 9 2 ly các bạn, 2 ly. Đúng không? Này chỗ này 2 ly nè, chỗ này 2 ly nhìn thấy ok chứ hả? Được. Thì cái chữ mà chúng ta thường dùng các bạn là chữ đó là 2 ly, nó cao 2mm. Và cái chữ bình thường mà lớn nhất á là 2 ly rưỡi. Thì các bạn nhìn xem, chữ bình thường thì nó dao động từ 1 ly rưỡi đến 2 ly rưỡi, thì chúng ta thường dùng cái chữ 2 ly là ok rồi, thấy không? Chữ cỡ 2 ly là nhìn thấy đường rồi. Đó là đối với những cái chữ bình thường. Bây giờ chúng ta xem xét tới cái chữ tiêu đề. Chữ tiêu đề là chữ V2 các bạn. Ví dụ V2 số lượng là 02 nè. Tức là cái chữ đó gọi là chữ tiêu đề á, là chữ chữ còn lại đi. Không phải chữ thường. Đấy. Để mình xem nha. Rồi, thì cái chữ kia, xem chữ V2 số lượng 2 nó cao nhiêu vậy. Thì mình có đo luôn các bạn, nó cao khoảng 176 á. Thì 176 là in thực tế là nó sẽ cao bao nhiêu? Nhập vô. Nó cao khoảng 3 ly 3. Đó ạ. Như vậy cái chữ V2 số lượng 02 chữ này nè, là khi in ra thực tế nó cao khoảng 3 ly 3. Nhìn thấy rõ không các bạn? Quá rõ luôn. 2 ly nhìn được là ok rồi, dĩ nhiên là 3 ly 3 nhìn phải ok chứ. Thấy không? Thì cái chữ tiêu đề ấy, mình đánh vô luôn là nó cao khoảng 3 ly là ok. Những cái chữ như là chữ này nè, những cái chữ còn lại nè, thì nó cũng cao khoảng 3 ly thôi. Đó. Đây các bạn, ví dụ chữ này nè ha, nó cao khoảng 160. Thì nó cũng cao khoảng 3 ly thôi. Đó, 3 ly các bạn. Thì 3 ly thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ kết luận ha. Nãy giờ nó cũng nhiều rồi, bây giờ chúng ta kết luận lại. Nghĩa là những cái chữ mà khi in ra bán rẻ thì cái chữ mà chúng ta cảm thấy có thể chấp nhận được là 1 ly rưỡi là nhỏ nhất. Và cái chữ bình thường mà thường dùng á, nó sẽ cao là 2 ly, đúng không ạ? Còn đối với những cái chữ tiêu đề thì nó sẽ cao là 3 ly. Thì cũng tương tự như những cái bản vẽ khác. Thì đây đó. Thì các bạn áp dụng những cái chiều cao chữ này là chúng ta để
có thể là nhìn thấy rõ cái bản vẽ, đúng không? Chữ bình thường mà thường dùng là 2 ly tô vàng nè. Từ 2 ly trở lên là ok, không cần nói nhiều nữa.